Để đó là hai người thân của chị Hà, đó là cháu Phú Hưng sinh năm 94. Thì Thúy cũng có biết cháu là bị chạy thận nhân tạo giai đoạn 4 đúng không chị? Thì hôm nay cháu cũng có mặt ở đây, thì bây giờ muốn Hưng cháu mở cam mở mic lên chia sẻ đôi lời với cả nhà. Thật sự là rất là mừng khi mà cô nghe thấy cô Hà chia sẻ là cô đã giúp được cho Hưng, là đã được biết tới Vili và trải nghiệm Vili. Bây giờ là sau một bộ Vili mà Hưng đã lên được hơn 1 cân và sức khỏe cải thiện rất là tốt, thì bây giờ cô muốn mời Hưng lên chia sẻ đôi lời cho tất cả mọi người cùng biết là về cái trải nghiệm của cháu như thế nào. Cô mời Hưng. Dạ, vâng, cháu chào các cô, các bác. Cháu Rồi. là Hưng ở Quốc Hoài ạ. Vâng, cũng có tình cờ là hôm ý cũng đang ngồi chơi game bình thường thì thấy cô Hà cô gọi điện. Cô bảo cô có cái sản phẩm này hay lắm, muốn giới thiệu cho cháu. Cháu, cô biết là cháu đang bị bệnh, bị ốm này như thế. Thì mới đó thì cháu đang chơi game nên cũng không có để ý lắm. Thì mãi sau thì cháu về cháu mới hỏi mẹ cháu, bảo là có phải là cô mẹ bạn mẹ là cô Hà phải không. Mẹ bảo phải, ngày trước cô ấy cũng bị bệnh nọ bệnh kia. Giờ thế là cô thế cháu mới bắt đầu cháu mới tìm hiểu, cháu mới cố hẹn cháu mấy lần nhưng mà cháu cứ chần chừ chần chừ. Cháu kiểu là cháu bị cái bệnh nan y này nên thành ra là cháu không có thiếu cái loại thuốc gì cả, đông tây nam bắc đủ kiểu, vào nam ra bắc cháu đi chán rồi không thiếu nơi đâu. Thì thành ra mới đầu cháu cũng không có tin lắm. Thì xong thì một hồi thì ở nhà thì mẹ cháu mới bảo là thôi mới cứ lên thử xem thế nào, đi uống thử được thì được, không được thì thôi. Thế cháu mới lên lên đấy mới trao đổi thì cô cho cháu uống cái một cái gói xanh với một cái gói đỏ, không biết là buổi tối này không uống oxy. Thì sáng hôm sau mới đi lọc máu về lại thấy cơ thể lại khỏe. Mà khi cháu đi lọc về là cháu mệt, cháu cứ nằm bay bậy cả buổi chiều luôn. Thế hôm ý đi lọc về lại thấy khỏe. Thế mà thằng mới bắt đầu mới bảo mẹ cháu bảo chứ bây giờ mẹ lên mẹ bảo cố để cho còn mấy ngày còn uống thử. Thế cháu uống với cả cháu cũng bị đau, cái bệnh thận này nó liên quan đến cả xương khớp, đau lưng, đau gối, đau cổ, đau vai gáy đủ các thứ. Có một đợt tôi còn không đi được, phải có người dìu đi mới đi được. Thế là cháu uống có 3 ngày thì thấy đi lại như là cổ kiếp lại đỡ, không thấy đau nữa. Thế là cháu bảo mẹ, cháu bảo thích mẹ liền lấy hẳn cho con một combo về uống. Ngày ngày mới đâu thì cô bảo ngày uống 2 lần, nhưng mà cháu xong khi cháu nhắn tin cho cái cô giám đốc ấy, giám đốc của Vili thì cô bảo là ngày phải uống 3 lần vào, bệnh của cháu phải ngày 3 lần thì mới có hiệu quả. Thế là ngày cháu uống 3 lần, 3 lần uống hết một combo, thế là da dẻ thì nó sáng lên, nó đẹp lên, tăng cân, đau như xương khớp hết luôn, hết sạch, không còn đau như xương khớp nữa. Bảo những người đi giờ thì ra ngoài đường, những người mà lâu lâu không gặp cháu, nhưng mà ơ cái thằng này giờ sau này béo khỏe trắng đẹp thế này, người gần không nhận già. Thế là mấy hôm nay, nhưng mà mấy hôm nay này đặt combo nó lại bị hết, thì cháu giờ nó chưa được lấy được hàng, nên mấy hôm nay đây mình nghỉ. Thế là Tuyệt thôi vời. cháu chỉ chia sẻ được đến đấy thôi, tại vì cháu cũng chỉ mới uống hơn chục ngày nhưng mà đã thấy thế là cháu cũng rất là mừng rồi. Chỉ cần khỏe với cả đỡ những đau xương khớp là nó rồi nó sẽ cải thiện dần dần ạ. Cái bệnh của cháu thì không có thể được ngày một ngày hai mà khỏi được. Cái cô giám đốc cô bảo của cháu ít nhất phải 1 năm, nên cháu cũng sẽ cố gắng kiên trì theo cái vị lý này. À, cháu chào Chúc cô mừng chú. cháu Hưng nha, chúc mừng cháu Hưng nha. Chúc mừng Hưng Khi nha. Dài quá. mà nghe Hưng chia sẻ là cô thực sự xúc động, bởi vì là cái bệnh này thì cô nghĩ là mẹ cô Rồi, con cố nghe ơi. gắng.
Nghe Hưng chia sẻ cô xúc động quá. Bởi vì là mẹ cô, mẹ đẻ cô trước là cũng bị suy thận. Mẹ cô lúc đấy cũng mất năm 49 tuổi. Chúc mừng Hưng nhé, bởi vì là Hưng đã biết tới Billy thì cô tin tưởng chắc chắn cháu sẽ khỏe và cháu sẽ có một cái sức khỏe cải thiện trông thấy và cháu sẽ có một cuộc sống mới, cháu không phải tự ti mặc cảm nữa. Chúc mừng cháu rất là nhiều. Giá như ngày xưa mẹ cô mà đã biết tới Billy thì chắc chắn mẹ cô sẽ không mất ở cái tuổi 49. Mẹ cô đã bị mất vì bị suy thận, đã chạy thận nhân tạo. Chúc mừng cháu rất nhiều. Cảm ơn Hưng. Thật sự nghe Hưng chia sẻ cô rất là mừng, rất là xúc động. Bởi vì là cô rất hiểu cái hoàn cảnh những ai bị chạy thận nhân tạo. Rồi cô cảm ơn Hưng nhá.